Bài ca Đại Hoan Hỷ, Y Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa. Bài ca này để kính dâng sư phụ Tuệ Hải, thay cho một lời tạ pháp với tất cả tấm lòng trân quý và thâm ân. Con đã nghĩ đến bài ca Đại Hoan Hỷ này ngay từ giây phút đầu tiên khi con đọc thấy hàng chữ hoan hỷ, đại hoan hỷ trong điện thư sư phụ gửi cho con ngay sau khi bản việt dịch của bài Tinh Túy Bát Nhã Ba La Mật Đa được hoàn thành trong đời này. Và sau khi con nghe sư phụ thuyết xong bài Tinh Túy Bát Nhã thứ nhì qua YouTube, thì bài ca này đã tự nó tuôn ra trong một niềm hoan hỷ lớn. Nhờ ơn biển lớn của Pháp Phật nhiệm màu, nương nơi tinh hoa của giáo lý bát nhã chói người siêu vượt, và nương nơi trí lực và ân đức của sư phụ đã đời này qua kiếp nọ ngày đêm lao nhọc, toàn tâm toàn ý thuyết kinh giáo hóa với tâm nguyện làm thành tựu mỗi mỗi chúng sinh. Nguyện cho muôn người, muôn loài khắp các cõi ở tận cùng hư không pháp giới, khi chạm đến, nghe đến bài ca này thì cũng sẽ sanh tâm hoan hỷ đại hoan hỷ. Bồ đề tâm sẽ chiếu tỏa và thảy đều hiển hiện cảnh giới chân thật ngay hiện tiền này, không trước, không sau. Milam Sudana cảm tác thơ vào ngày 6 tháng 8 năm 2019 và hoàn thiện vào ngày 18 tháng 10 năm 2019. Cảm tác dựa trên bài kinh Tinh Túy Bát Nhã Ba La Mật Đa, trí tuệ toàn hảo siêu việt hoàn toàn vượt thoát, do tỳ kheo Thích Tuệ Hải hiệu đính vào ngày 8 tháng 8 năm 2019. Thơ Milam Sudana, nhạc và hòa âm phối khí Achen, kỹ thuật và thu âm Di Trần và Linh Nguyễn, thể hiện bởi Đào Mát và Ngọc Mai. Sariputra, Iha chính là
khi chữ Y Ha hiện ra sâu hơn một ngàn mấy trăm năm thật lạc trong rừng chữ nghĩa. Nay xa lời Phật, Sam Gati Bodhi Swaha.